Quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết trên kênh Lê Cần News. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh và có nắng nóng cục bộ. Còn ở Bắc Bộ từ đêm nay khô ráo, nhiệt độ đang bắt đầu vào chu kỳ tăng, nhất là vào ban ngày. Trong đêm nay, dự báo chỉ một vài điểm vùng núi cao như Sapa, Đồng Văn hay là Cao Bằng có mức nhiệt là từ 8 đến 9 độ C. Còn các nơi khác trên toàn miền, bao gồm thủ đô Hà Nội, mức nhiệt là từ 11 cho đến 14 độ C, trời đỡ rét hơn. Tuy nhiên, sáng hôm nay, khả năng sẽ xuất hiện sương mù mờ mịt, có nơi tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Đến trưa và chiều, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có nắng nhẹ và khả năng cũng là ngày mà nhiệt độ tăng mạnh nhất sau đợt rét. Khả năng sẽ tăng khoảng từ 4 cho đến 7 độ C so với ngày hôm qua. Phổ biến trên toàn miền là từ 18 cho đến 24 độ C. Tại thủ đô Hà Nội thì sẽ vào khoảng 21 độ C. Những chiếc áo đại hàng sẽ tạm thời được cất đi. Với khu vực Bắc miền Trung, hôm nay cũng dứt mưa và chuyển nắng đồng loạt. Từ Thanh Hóa xuống đến Huế, nhiệt độ sẽ trên 21 độ C. Còn từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết, thời tiết dễ chịu từ 26 cho đến 30 độ C. Ở Nam Bộ hôm nay, nắng tiếp tục kéo dài gần chục tiếng đồng hồ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, chạm mức nắng nóng 35 độ C. Còn các nơi khác, phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ C, trưa chiều trời nóng. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa, gió cấp 4, cấp 5, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Còn phía tây của huyện đảo Trường Sa vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Và tiếp theo là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong ngày và đêm nay. Dự báo thời tiết ngày và đêm 30 tháng 1, 2024 Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hững nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ phía nam có nơi 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía nam 28 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bé 4 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 do lạnh, ngày 29 tháng 1, bệnh viện đa khoa Hùng Vương thông tin, đơn vị tiếp nhận trường hợp Trẻ 4 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Trước khi nhập viện, trẻ đột ngột cười lệch miệng về phía bên phải, không sốt, không nôn ói, trẻ mệt hơn, ăn uống kém hơn. Trước đó, trẻ vẫn ăn uống và vui chơi bình thường, gia đình lo lắng nên đưa đến bệnh viện. Trẻ được điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền phục hồi chức năng để lấy lại vận động. Tuy nhiên trẻ còn nhỏ, sợ kim châm nên quá trình chữa trị gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ phải xoa dấu bóp bằng tay kết hợp châm cứu và chiếu đèn hồng ngoại. Sau 15 ngày, sức khỏe của bé đã ổn định. Dây thần kinh số 7 là dây thần kinh vận động chi phối, vận động cơ mặt. Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là tình trạng vận động hoàn toàn hay là yếu các cơ của nửa mặt xảy ra khi dây thần kinh này bị chèn ép và gây sưng viêm. 75% trường hợp xảy ra khi cơ thể bị lạnh đột ngột, lúc cơ thể suy yếu cộng với thói quen để máy lạnh, quạt thổi trực tiếp vào mặt tám đêm, ướt mưa và từ phòng máy lạnh ra trời nóng hoặc từ ngoài phòng máy lạnh đột ngột, tình trạng này có thể xảy ra. Trẻ bị tê liệt dây thần kinh số 7 chủ yếu do lạnh. Để phòng bệnh, mọi người nên giữ ấm, cổ cho trẻ. Khi trời rét, tránh mở cửa đột ngột để gió lạnh vào tạt vào mặt bé. Buổi tối, không để trẻ ngồi gần cửa sổ, tránh gió lùa vào. Chuyên gia nhận định tình hình mưa rét dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thình năm 2024. Những ngày gần Tết nguyên đáng, miền Bắc đón đợt rét hại diện rộng kéo dài suốt một tuần, băng giá phủ trắng nhiều vùng núi cao, nhiệt độ vùng đồng bằng có những ngày phổ biến dưới 10 độ C. Học sinh mầm non, tiểu học phải nghỉ học. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Tết nguyên đáng giáp thình, miền Bắc khả năng có không khí lạnh, nhưng khả năng không mạnh như đợt đang diễn ra. Vì vậy, thời tiết dịp Tết nguyên đáng miền Bắc có thể rét, nhưng ít khả năng rét đậm, rét hại tại khu vực miền trung trọng tâm là phía bắc và trung trung bộ dự báo sẽ có mưa nhưng ít khả năng xuất hiện mưa lớn khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ thời tiết cũng sẽ phổ biến ít mưa ngày nắng ráo miền đông nam bộ nắng nóng cục bộ cùng nhận định trên ông lưu minh hải nguyên giám đốc đài khí tượng thủy văn lào cai cho hay Khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 2, dự báo một đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 3 độ C so với ngày hôm trước. Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán Giáp thình năm 2024, miền Bắc mặc dù không quá rét nhưng cũng không có cảm giác oi nóng. Ông Hải nhận định, nhiệt độ trung bình dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn có thể dao động từ 19 đến 20 độ C. Bên cạnh đó thì trời mưa nhỏ về đêm và sáng, trưa chiều hận nắng, thời tiết tương đối thuận lợi để mọi người du xuân chúc Tết người thân. Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, trường Đại học khoa học tự nhiên cho biết, người dân miền Bắc khả năng sẽ không phải đón năm mới trong thời tiết rét buốt như đợt rét đậm, rét hại xảy ra vào những ngày cuối năm quý mão năm 2023, Tết nguyên Đán giáp thình năm 2024, miền Bắc có khả năng có mưa nhỏ, nhiệt độ trung bình ngày có thể dao động trên dưới 20 độ C. Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân chia sẻ. Hàng trăm gia súc chết rét. 7 địa phương ghi nhận gia súc chết là Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Nghệ An. Gia súc chết rét chủ yếu là trâu bò, một số ngựa và lợn. Lạng Sơn có số gia súc chết nhiều nhất với 123 con, gồm 9 trâu, 25 bê và nghé, 6 bò, 69 con dê, 2 con ngựa và 12 con lợn. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn cho biết, Trước đợt rét đã yêu cầu cán bộ đến các xã hướng dẫn bà con gia cố chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm, tích trữ thức ăn cho gia súc. Tại Nghệ An, gần 40 con trâu bò bị chết rét, tập trung tại hai huyện vùng biên giới Kỳ Sơn và Quế Phong. Riêng xã Tri Lễ huyện Quế Phong có 11 gia súc chết. Ông Vi Văn Cường, chủ tịch xã Tri Lễ cho biết, số chết chủ yếu do gầy yếu không có sức chống chọi với mưa rét. Quế Phong hiện có hơn 36.750 con trâu bò mùa đông 2022-2023, huyện có hơn 1.000 trâu bò chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Rút kinh nghiệm năm nay, trạm dịch vụ nông nghiệp huyện đã đi từng xã kiểm tra việc tích trữ rơm rạ, trồng cỏ và xây dựng chuồng trại, bảo vệ đàn gia súc. Miền Bắc vừa trải qua 6 ngày rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ trở xuống. 4 ngày liên tiếp cả 25 trên 25 tỉnh miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C. Hàng loạt đỉnh núi cao trên 1.000m như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Thượng Phùng, Hà Giang, Ô Quy Hồ, Lào Cai, Phi Oác, Cao Bằng xuất hiện băng dày. Ngày 29 tháng 1, vùng đồng bằng đã thoát khỏi rét hại, chuyển sang rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ trở xuống đến 13. Vùng Trung Du và miền núi vẫn rét hại. Rét đậm, quốc lộ 6 sương mù dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông trong đợt không khí lạnh vào những ngày cuối tháng 1 năm 2024. Theo ghi nhận, sương mù dày đặc xuất hiện tại các vị trí như km 150 km 162, km 170 đến km 180 500, đoạn qua huyện Vân Hồ và Mộc Châu của tỉnh Sơn La, đèo Phú Cường từ km 114 đến km 118 cộng 500, đèo Thung Khe từ km 124 đến km 131 100, dốc 81 từ km 143 tới km 147 ở Hòa Bình. Theo quan sát, những lớp sương mù dày đặc phủ kín đường đi, hạn chế tầm nhìn, cộng với đèo dốc, nhiều khúc cua khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Để di chuyển tất cả các phương tiện đều phải bật đèn như đi trong đêm tối. Sương mù dày đặc cũng khiến mặt đường tuyến quốc lộ 6 trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ 6 có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày, cùng với điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta lưu âm, nên nguy cơ tai nạn từ những đèo dốc khúc cua luôn hiện hữu. Theo thống kê, trong năm 2023, trên quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông làm chết 28 người, 194 người bị thương và hư hỏng gần 75 xe ô tô và mô tô. Anh Nguyễn Tuấn Hùng ở thành phố Lai Châu cho biết, trong đợt không khí lạnh này, lúc nào cũng có sương mù. Điểm mù nhiều nhất từ đoạn chân đèo Thung Khe, Hòa Bình lên đến Vân Hồ và Mộc Châu, Sơn La và là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông. Đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và một trong những nguyên nhân chính là đường có nhiều sương mù cộng mưa phùng làm hạn chế tầm quan sát của lái xe. Anh Hùng nói bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày